Rồi, em xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay em lên cây linh sam ha anh em. Cái này loại quái ha, ương từ hạt ha. Cái này ghép ha. Cái này là cái thân nó là song hình ha anh em. Em ghép vô 86. Cái rễ quái nó là song hình, ghép 86 cây khá duyên luôn ha. Em coi nè. Đó, nhỏ mà duyên lắm. Đó, mọi viên ha, tàn cũng ấm ấm hết rồi, nhỏ mọi viên để quái quắn nè. Viên lắm ha. Rồi cây này em xin Zalo với anh em giá 500k em bao ship ha, 500k anh em so sánh với tay em ha. Tàn nè, cái này về anh em nuôi thêm thời gian nữa mình để nắng đồ á là cái lá nó đẹp hơn ha. Tại này em vô kẽm rồi đó, bởi nhìn cái lá nó không được bóng nè, mới vô kẽm cắt tỉa nhìn lá nó không bóng. Về này mình vô chọn nho nhỏ thôi chơi em coi nè, tàn đó. Rồi anh em mà thích thì liên hệ cho em.